Trước mắt quý vị các bạn là đôi loa bãi BK, dòng loa sản xuất tại Nhật, chất âm rất là hay, với đời rất là cao, BKS100. Đây là những đôi loa với sử dụng một bát 25, 2 check. Ở đây thì cửa hàng đang sử dụng đánh một chiếc cục đẩy DK ra kinh là 600. Thì tiện test cho anh khách hàng, anh yêu cầu test một chiếc đẩy DK và một đôi loa BK với cái mã sản phẩm là BK đời cao, đời rất là cao, BKS100. Thì em đánh mộc mạc, đánh tín hiệu từ máy tính ra thôi, đánh thẳng vào đẩy và từ đẩy đánh vào loa này. Thì ở đây ra chưa qua một thiết bị thì chỉ đánh mỗi đẩy qua loa thôi nhá. Quay cho bác xem cái đĩa loa. Đôi loa này thì công suất của nó dao động từ 250W và mắc của nó là 600W thôi nhá. Với những đôi loa, hình thức loa cực kỳ là đẹp luôn, hàng tuyển chọn thôi nhá, hàng tuyển chọn. Tầm này thì bát rất là sâu, những bát rất là sâu và mềm, chắc sáng. Ở đây đang test mộc mạc với mỗi đẩy thôi, còn nếu nó qua vang nó cực kỳ là hay luôn. Con này nếu mà kích qua vang nó mà cho cái đẩy bát nó xuống sâu, nó xuống rất là sâu, nó cực kỳ sâu, tiếng rất là hay. Thì clip này em đang test để cho một bác khách hàng cũng như là tham khảo toàn bộ mọi người. Mọi người có thể tham khảo với cái dòng loa này, chất âm cực kỳ là hay. Và tiếp tí em sẽ báo giá cụ thể để mọi người khỏi phải hỏi nhiều giá. Ở đây là những chiếc cục đẩy DK thì nó về rất là ít, chỉ được vài chiếc thôi. Đấy, rất là đẹp. Đấy, DK là kinh là 600. Ở đây cửa hàng cũng đang chuẩn bị test những cái chiếc cầu đẩy TBSA 1200, hàng xả cho mọi người giá cực kỳ là sâu. Đấy, những chiếc cầu đẩy này đang bán 2.800.000 là 6W một kinh này, xả rất là sâu các nhé, xả rất là sâu. Ở đây thì sẽ vệ sinh sạch sẽ. Đấy, các bác có thể nhìn thấy nó rất là sạch sẽ. Con này chạy máy cá lóc hát con nhé. Đấy, dây dở ra rất là gọn gàng, tụ của nó rất là đẹp này, tụ còn rất là đẹp luôn. Đấy, tụ Tony cực kỳ là đẹp, có để tụ còn phẳng đét luôn. Bốn quả gió con nhé, bốn quả gió này, nguồn to. Đấy, con này boy IC thì trước khi gửi cho mọi người thì em sẽ đổ thêm cao nến là cho nó chắc vào, tránh tình trạng là cái này nó bật ra này, nó bật ra thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Đấy, nên mà em phải đổ cao nến vào cho chắc chắn, cả đổ cho nên rồi chắc chắn cho mọi người. Để vận chuyển nó đỡ bị bật cái vỏ vỉ IC ra nhá. Vỉ này ra là rất là nguy hiểm. Đấy, nó con này tiếng rất là hay. Đấy. Ở dòng DK này thì nói chung là tiếng nó rất là hay và nổi đồng cối đá quá nhá. Giá những con đẩy này là giá 5.200.000 này, giá tại cửa hàng này. Đấy. Tiếng rất là sáng này. Các bác và mọi người có thể sử dụng chúng ta ghép với những đôi loa này với những dòng âm ly 8 xoa trở lên, hoặc là ghép với đẩy công suất thì rất là hay, nghe nhạc rất là hay và hát karaoke rất là dẻo nhé, hát rất là dẻo. Còn với cái dòng loa BK thì các bác để ý ở trên màng bát này của nó là màu rêu nhé, màu rêu này, nhìn cái màng bát nó rất là khôn và keo của nó, keo ốp phơ của nó, các bác để ý này, keo của nó là keo của nó là màu hơi tím tím mà keo đổ rất là tròn chỉnh, là sắc nét gì rất là khôn luôn nhá. Và cái màng này thì nếu mà hỏng màng thì nếu mà thay là biết ngay, thay màng biết ngay, nên các bác yên tâm. Thì khi mà chúng ta mua dòng loa này thì chỉ cần nhìn cái màng này, đấy, có để ý là màng nó dập chữ BK này, nó dập sắc nét như này. Đấy, em cho nhỏ cái này vào các bác nghe cho rõ. Đấy, cái màng đổ rất sắc nét thôi nhá. Đây là những đôi loa mà cái đôi này là đôi này thay gân rồi con này, thay gân rồi, dòng này gân zin có nhá. À, đôi này gân zin quá này, đôi này gân vẫn gân zin của nó. Đấy, gân zin của nó thì nhìn cũng tương đối đẹp, mà nếu mà thay gân thì bên em thay cũng rất đẹp rồi nhá. Đôi này vẫn là gân zin này, nhưng mà nếu mà các bác sử dụng thì chúng ta các bác yêu cầu thì em sẽ thay gân cho các bác, bởi vì là thay gân về các bác chơi vài năm nó yên tâm, 4-5 năm không phải lo. Còn những gân này thì các chơi chỉ được khoảng độ 7-8 tháng, có thể là 1 năm, có thể là vài tháng. Như thế nó không an toàn thôi nhá. Chơi các bác mất công, về các bác lại phải thay gân nó vất vả. Này. Thì khi mua thì em sẽ thay gân cho các bác cho nó đảm bảo. Đây gân zin của nó vẫn còn rất là dai này. Đấy, vẫn còn rất là dai. Cái gân này thì của nó sờ nó vẫn còn dai quá nhá. Đấy, miết này của nó nói chung là rất là dai. Và cái check cũng vậy quá nhá,
check ở trên trên màng check này. Đấy, nó có chữ BK này. Đấy, nên là cái màng này mà có rách là cũng lại thành cái check line ngay. Mà check line thì bán thì rất là mất giá. Bởi vì dòng này thì những đôi line bán cho bác giá rẻ thập sàn rồi. Đấy, giá cực kỳ rẻ. Những cái tem này thì những con này nó vẫn còn tem này. Cái tem 7 màu này. Nhưng mà những cái tem này thì nó không quan trọng nữa nhá. Đấy. Con này căng ở giữa nó là căng vải mà. Mà hai bên của nó căng sắt. Sơn của nó là sơn màu cà phê của nhá, màu cà phê. Tiếng rất hay. Nghe tí tách, nghe nhạc rất là tuyệt vời. Các bác có thể nghe những dòng nhạc bolero, nhạc vàng rất là hay luôn nhá, hoặc là nhạc không lời như này, trông nó cũng rất là sâu. Đấy. Đây là những chiếc đẩy DK đa kính với đời 24 luôn nhá, đời cao chót vót luôn. Con này thì nó là đời 24 nhưng mà khi lắp sàn thì cái tem và sàn và loa em biết là nó sử dụng 2016 là mới sử dụng thôi nhé. Cho nên là con nó rất là đẹp. Đấy. Đây các bạn để ý này. Rất là đẹp. Nhìn cái nước sơn của nó rất là tươi này. Chúng ta có thể nhìn từ những cái công tác của nó rất là tươi. Tủ cũng vậy. Con này thì nó chạy xò xăng keng các nhé. Chạy xò xăng keng. Được tầm 19 thôi nhá, một tầm 19-20, một to vật vã, tiếng rất là hay. Đấy, nhìn cái máy nó rất là đều nhá, các bạn có thể xoay đều, máy rất là đều, gần như cái nó điểm nào toàn điểm cộng hết, không có điểm chê nào nhá. Máy nhìn rất đều máy, từ những cái volume chiến áp này, từ những cái vỉ máy này, vỉ tụ này, con này sử dụng 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 tụ thôi nhá, tụ DK này. DK này. Đấy, dơ leng này. Mỗi một kênh là một dơ leng và một con dơ leng nguồn thôi nhá. Wap rất là nhiều. Toàn chạy xò thăng ken hết mà này. Bên dưới xò nó bên dưới nhưng mà đây các có thể nhìn thấy những xò đó xò thăng ken hết. Đấy. Xò này thì cái hiệu suất rất là cao. Và tiếng sáng thôi nhá. Trên bên vỉ thì nó DK này. Bên một xanh. Thì một lần nữa rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Các bác đừng quên là like và chia sẻ video. Thì em sẽ báo giá cụ thể từng sản phẩm các nhất. Với những đôi loa như này thì giá của nó là 4.4 triệu. Đấy, loa cực kỳ đẹp luôn. Đều đẹp đều. Em sẽ báo giá cụ thể. Mọi người nhớ là like và chia sẻ video. Cũng như là khi bác like rồi thì mỗi lần video em xuất hiện thì các bác đều là những người đầu tiên đón nhận những video đó. Và chúng ta sẽ săn được những cái hàng mà đúng ý, đúng chất lượng các nhé. Lần nữa rất là cảm ơn mọi người. Và ở đây những cái chiếc đẩy này thì em đang chuẩn bị test. Đấy, test để gửi cho mọi người đây. Giá những con này chỉ có 2.800.000 thôi. Đấy, xả sắp xa ra mọi người. Đẩy rất là đều các nhá. Đây có nhìn đều rất là đều. Máy rất là đều, con này 1200W, 2 kênh, nguồn to, TV sound thương hiệu của Mỹ các nhá. Đấy. Xả giá chỉ có 2.800.000 thôi. Ok, rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào các bác nhé.